bài khỏe nha. Dạ. Đồ bình an. À, tới dưới nói hương điện về cho. La bé. Dạ. Cô Út khóc quá trời luôn kìa, sao sao cháu đi đành. Đi góc quậy đi ra đi. Cho ta đi. Học nghề bỏng lắm chứ đi đâu. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ quay trở lại xóm Việt Kiều Campuchia. Ngày hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Mộc Đồng sẽ thực hiện một cái chuyến hành trình dài đưa em Hương từ thành phố Hồ Chí Minh về lại thành phố Long Xuyên để cho em một cái cơ hội để em có thể làm lại cuộc đời của mình bằng việc là em sẽ học một cái nghề làm tóc và được sự hỗ trợ của quý Mạnh Thường Quân cũng như là anh Lê Quang Nhiêu ở Mỹ nè, cũng như là cô My ở Mỹ đã hỗ trợ cho em trở về lại miền Tây lập nghiệp. Còn bây giờ thì mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ ha. Những ngày trước thì em Hương cũng đã làm những cái tiệc nhỏ để mà chia tay với lại cái cô chú ở đây với mẹ của mình. Cũng vui là mẹ con đã có thể tự nói chuyện với nhau được rồi. Và gọi là hai mẹ con có thể làm hòa nhau được sau khi thấy Hương đi về miền Tây thì chắc cũng khá là bình định ha. Mời cô bác anh chị vô đây. Kêu bà nội không? Số 0 thì tụi con sẽ đưa Hương đi từ ngày hôm qua. Nhưng mà muốn là mấy mẹ con ở thêm một đêm nữa, cho nên là sáng nay mới ghé thăm. Nhưng mà vừa mới vào trong nhà thì cô Tư có nói một câu là buồn quá chú Phong ơi. Thì không biết là tâm trạng đêm hôm qua cô Tư như thế nào? Giờ không biết nói sao giờ. Nói khóc quá chú ơi. Thì có bao nhiêu nên nói hết bấy nhiêu hết mọi thứ chứ. Nay mai bé nó đi rồi thì mình không có dịp để mình gửi gắm nữa. Giờ không biết sao nói thì hỏi cô Năm đi. Cô Năm thì gửi gắm khóc đây đi với chú Phong với chú Bùi Hồ với mấy chú đây là rất an tâm rồi. Cho nó đi học đi, đừng nó có cái nghề sau này nó cũng cũng có nghề trong tay, cũng đi mặn nuôi bản thân nó được. Chứ sống linh tinh như vậy hoài thì đâu có nghề nào trong tay đâu chú. Nên vậy là rất là tốt rồi, cũng mừng cho nó chứ có gì đâu. Đâu phải đi nước ngoài nước gì đâu mà chờ ấy. Tại vì ở đây gì đó giờ quấn quýt nhau quen rồi, đi xa nhớ vậy thôi. Chứ đi với mấy chú rồi rất an tâm rồi. Thì cô Tư dặn nó thiệt chứ đi xa cô Tư cũng lo. Không biết đi một thân một mình biết sống làm sao. Đi nói thì cô Tư không có lo gì mấy, lo cho nó xíu nè. Nghiệp bé nó cũng lo phần nào thôi. Nhưng mà con chia sẻ thật với cô Tư một điều như này. Mình có giận con mình mấy năm trời đúng không? Vì bé Hương nó không nghe lời mình đi theo người ta. Thì mấy năm trời đó cô Tư không nói chuyện với bé Hương. Thì hôm nay trong mấy cái đêm vừa rồi á, cô có suy nghĩ với điều đó không? Có, con chỉ nghĩ nhiều lắm chú. Bây giờ thôi cũng có mấy chú cũng giận hờn gì nữa mà thấy nó đi cũng tội cho nó. Có một ăn một mình rồi cũng sợ ăn ở sao rồi chứ lạ quê người nữa chú. Chỉ đi với mấy chú đưa đi thì tôi cũng yên tâm cái đó rồi. Chứ nói giận chứ cũng con cái cũng đâu có bỏ được đâu. Còn chứ cũng có giận nó nữa đi cũng gắng mà đừng có phụ lòng mấy anh, cũng gắng ăn học nha con, đừng có chơi bời gì nha. Dạ. Đi cũng lo cho con mày đó. Học không có cái nghề gì rồi gì, cái mình đi làm ở đâu cũng người ta mướn mình cũng vẫn có tiền xài. Thấy không chú? Bây giờ mình mặn ở trển được cũng được, mình về đây mình cũng có tiệm đồ tiếng chai nè, nhóc hết trơn nè, vô mình làm người ta cũng mướn mình tháng cũng 5-6 triệu, đồ gì cũng có tiền. Bây giờ mình làm chính rồi người ta mướn mình cao. Còn như mình học mà học nghề mà con nhỏ này nó sáng dạ lắm, tôi bảo đảm chú. Chừng vài tháng là nó biết gành rồi, tại đây nó ấy tóc đồ cho mấy dì mấy cô nó chải đẹp lắm. Còn Hương, đêm qua em ngủ tâm trạng em như thế nào? Khó ngủ anh, tới hơn 1 giờ mới ngủ được. Nằm trằn trọc hoài không ngủ được. Còn Thắm, chú hỏi em tí. Con biết là sáng nay là có việc gì ở nhà mình không? Con lớn con có biết là Đô La chuẩn bị đi đâu không? Đó. Ngồi nghe lại con nghe lại nói chuyện cho chú nghe. Đi đâu? Đã rồi. Đi nhớ lớn lên. Em đi học đúng không? Còn cô Út thì sao? Cô Út đi làm. Đi làm. Vậy thì cô Út với em có ở với con nữa không?
Vậy thôi ôm em cái đi. Chút nữa em đi rồi á. Ôm em đi con. Hùng nó cái đi. Hùng đô la cái đi. Hùng miếng đi. La không thấm kìa. Chưa biết gì đâu ha. La không chị thấm kìa. Chùi rồi. Không có, không. Hùng nó chùi. Cô Út cứ hương khóc quá luôn. Sao cô Út tâm trạng như vậy cô Út? Đúng rồi. Buồn mấy chú nó đồn mà cũng thương bé lắm. Bây giờ nó đang bé đi buồn. Mày thấy chưa? Mày đi Long Xuyên chứ đi nước ngoài chắc cứ không biết sao nói cái bà này. Long Xuyên là trong nước mình ở đây. Sao cô Út khóc? Dạ nó đây. Dạ. Dạ thấy nó đi rồi nhớ nó. Nhớ hả? Dạ. Qua bố khóc rồi. Là. Bố khóc. Sống ở đây đó thì không có bà nào khóc rồi. Không có. Nhưng mà Hương, em có cảm nhận được là cha em biết em mọi chuyện vừa qua không? Dạ biết. Cha em thì đang, anh thấy là cha thì bị tai biến, không nói chuyện được luôn. Dạ. Hôm qua em cảm nhận được cái điều gì từ ba? Thấy ba cũng buồn lắm. Mà tại ba không nói được. Cũng muốn tâm sự. Không hết trơn á, bà không có nói. Nghe được, nghe mình nói chuyện hai ba năm nay không nói chuyện. Đó, cha cố gắng gượng dậy kìa. Nghe. Chú xuống giọng được không cô? Không đâu té. Ngồi dưới không được, ngồi dưới là không có vững. Ngồi cô nằm cũng chết. Ngồi là ngã ra sao? Dạ đó luôn, có con dem nữa là không chết, nổ phình phình luôn. Nghe con đi cái đi. Gượng nhìn ở trên sàn nước, ở trên sàn nhà thì có một cái tô đoạn sáng gồm bún với nước tương. Chúc Diễm Hương đi rồi. Vậy thì hôm nay thôi Diễm Hương đi về quê. Đưa cho ba, đút cho ba ăn đây. Ba tự ăn không được đúng không? Dạ. Coi như đút cho ba đi ha. Đút ông cũng không ăn đâu chú ơi. Có mẹ đút à. Em đút ông ăn. Tự ông ăn, ông ngồi ông mút, ông ăn ông nuốt, còn mình đút ông ngậm hoài vậy đó. Không có gì đó. Ngậm hoài luôn. Có mẹ đút rồi ăn chứ em đút rồi không có chịu mà hả miệng ăn. Chỉ có mẹ đút rồi ai đút cũng chịu ăn. Hương đang gượng chứ Hương muốn khóc nữa kìa. Dạ. Đúng không? Sao khóc? Nhớ hả? Dạ buồn. Con hỏi cô Tư một tí á. Mình giận Hương mấy năm trời không nói chuyện con mình. Ơi. Mấy năm đó cái tình cảm mình có bị nhạt bớt không? Giận chứ cũng trong bụng cũng thương hết chứ chú. Ngoài miệng cũng giận nó gì thôi chứ còn trong lòng mình nó có cái gì mình cũng lo nha. Đến bây giờ cô Tư có tiếc nuối cái khoảng thời gian mà tại sao thời điểm đó mình không chăm sóc con mình kỹ hơn? Thời điểm đó con mình đi sinh mình không đến bệnh viện để mình chăm để con một vài tuổi không? Có hối hận cái điều đó không cô Tư? Lúc nó đi bệnh viện là tôi đâu có hay. Nhưng mà nếu mà cho cái một phép màu đó quay ngược lại thời gian đi thì cô Tư thấy sao? Cũng đi chứ đâu bỏ được. Chắc cũng phải đi. Vì gì đây ở trong ta cần người thân mà. Tại vì nó ở rồi nó đâu có dám về đây đâu. Không cho em mượn không đi sanh đi đẻ mình ơi. Không cho mày hay hả Hương? Dạ không. Lúc anh đi sanh không điện cho ai hay chứ. Không mình nên hai mẹ con ở chợ đi sanh luôn. Đến đây thì muốn là cho hai mẹ con nói một cái lời xuống dưới kia lập nghiệp. Ước gì 1-2 năm nữa thì Hương quay trở lại đón mẹ với ba luôn ha. Dạ. Em sẽ đi là lâu. Rồi có khả năng là Tết. Tết về mà. Tết về chơi. Mẹ với ba ở nhà gắng giữ gìn sức khỏe. Con gắng đi học mà thành cái nghề. Con gắng làm kiếm tiền để lo cho mọi người. Cái con mày không hỏi khóc hả? Dạ. Hả? Nên ta già hết, đi cũng cố gắng học. Đừng có phụ lòng của mấy anh đưa đi đó nghe. Nhưng chỉ giữ sức khỏe, lo cho con bé. Hai mẹ con có thể ôm nhau một cái được không? Cho em lo cho nó ăn uống đầy đủ, nó không nhọc nha. Ông lại tối qua hai mẹ con ngủ chung hả? Không, ngủ đâu có được, ngủ thì con ổng ngủ với ổng rồi đâu ngủ chung được chứ nói. Ngủ coi ổng với coi thằng bé nhỏ.
ôm cô Năm nữa kìa. Cô Năm với cô Út kìa. Năm bốt kìa. Ôm Út kìa bé. Không bốt kìa đây con, không bốt nữa. Tại không bà Út miếng nữa kìa. Đâu la là bà Năm biểu ơi. Khốn nạn mày nghe. Đi chung với mấy bác đi xuống dưới còn em ôm tụi nghiệp sức con. Thằng này thiếu dinh dưỡng. Vì nó ăn uống hết đó. Mẹ nó cũng đâu có tiền đâu để mua đồ bổ cho nó ăn uống. Hương nói gì với cô Út đi rồi mình đi ha. Cô Út. Út. Con đi nha Út. Con đi Hiệp ơi, con gắng làm nha. Đồ chợ cái đôi mặt nó không đưa mỏ không. Không đô la miếng nè. Thôi đô la đi, nó đi rồi kìa. Út. Không bốt rồi con. Làm gì chẳng, ta đi làm ăn mà. Khóc hoài. Mình phải vui lên đúng không cô Năm? Vui lên, ta đi học nghề, bấm có đi đâu đâu mày không. Sáng nay điện thoại đi. Sáng nay có thêm nữa là cô Ba, nhưng mà cô Ba sợ buồn. Cho nên cô Ba sáng nay chèo máy xuồng đi cắt rau xa à. Sợ là thấy cảnh biệt ly này nè. Cô Ba khóc quên nữa. Ai cũng khóc. Cô Ba là khóc cái chợ Bình Điền này cũng lục luôn á. Cô Ba khóc suốt luôn. Cô có muốn nói về gì với Hương không? Cô Ba dặn cháu đi chứ. Ai? Ông đi về đi. Nói không được nghẹn rồi. Kính giấc ngủ. Đi xuống dưới lo mà ăn nha. Lo gắng học nghề đi nha con. Dạ. Cho biết cái nghề trong tay đi là mấy anh ở đây cũng giúp đỡ cho mình đó, gắng học lo thành tài để cho mấy anh vui. Đó. Dạ. Mình đi là mình phải cố gắng vượt qua hết. Chú Hồ cũng với chú Phong mấy chú ở trên cũng đỡ em chú nha. Chứ giờ tôi đây cũng không có đi đâu được. Mà chứ này nó đi xuống dưới ở chợ là phải có nồi chách đồ nấu ăn đó chú. Chợ nó chưa có gì chứ. Không có đem theo lấy gì ăn. Yên tâm mày xuống đó mua được hết. Dạ. Mua tốn tiền. Có đồ nhà cho lấy theo không chú? Thôi đi cho nó gọn đi xuống đó mua đồ mới xài lâu mua. Dài mà. Dạ. Mình lấy đồ nhà rồi mình mất cũng... đồ nhà mình xài sao? Chợ gì cũng mua trơn rồi ấy. Như nó có nồi đồ hay gì bỏ theo. Để Hương nói gì nè Phong. Nói tiền của mấy anh cho là em còn giữ nè. Để em đi xuống dưới em lo cho con em rồi nữa. Nói đâu có xài gì đâu, cho nhiêu để dành cho con nó này nọ. Ăn quá ăn chú chút đỉnh. Sữa đồ hoặc tả đồ mua cho mẹ. Cô Út với lại cô Tư đâu có lên đưa lên đường luôn không? Đường nãy hả? Ra xe. Dạ ra xe luôn. Được mà. Thôi vậy đi ha. Dạ. Đi cái này là thoát tim luôn á. Ôi từ từ anh đâu ơi, từ từ. Quánh à. Mày quánh à. Nhắn bắt ngàn đây nè, chú hộ đứng. Sập sao? Để ra đi lên đi cái đó. Sao? Bắt qua đây nè, bắt qua đây cho đi. Đó. Nó không sao. Chết rồi ông Tư. Chết nào đi cũng được chứ. Sữa bà đâu? Điện thoại rồi đâu có theo. Đi về tới điện cho mẹ mày. Chạy đi xuống đi. Ngày chỗ, mấy ngày chỗ. Em thấy một thùng sữa, hai thùng luôn hả cô Tư ha? Hai thùng đi. Dạ. Đi giặt rồi chú. Nói tao thì giống bà ba vậy. Ba vẫn giống tao uống rồi. Hai. Phải chứ nghe đó. Lụng lụng á. Dạ. Có đủ quá mẹ. Đủ quá mẹ. Chú Hồ. Dạ. Mua cho bé ăn hộp đi, sợ nó đói nó xỉu. Cái túi này em để đây luôn đi.
Có điện thoại anh chồng. Lấy điện thoại ra. Nó lớn là mình không sao, còn doanh nghiệp nhỏ cơ. Đáng vô ăn gì chứ. Thấy rồi sớm. Ủa, chứ, con em chưa ăn hả? Nó ăn không miếng bún rồi. Chưa đứa nào ăn hết chứ. Lớn nhỏ gì cũng được. Rồi, hai mẹ con lên. Ở đây chạy chút ra chỗ đó, dạ. Đó chú có cái tiền. Dạ. Cho Hương nó mua cho nó hợp với cháu cho em ăn đi. Dạ. Đi nha. Để nó đói. Bye bye đi bé. Bye. Khỏe nha. Dạ. Rồi bình an. Dạ, tới dưới nói Hương điện về cho. Like bé. Dạ. Cô Út khóc quá trời luôn kìa. Sao bé, sao cháu đi đành? Đi khóc hoài đi ra đi. Chúng ta đi. Học nghề bỏng lắm chứ đi đâu. Có nói gì không cô Tư? Nói rồi. Nói rồi hả? À, nãy mới dặn nó thì. Dặn sao? Dặn kêu đi gắng cố gắng học hành. Đừng phụ lòng của mấy anh. À. Đi giữ gìn sức khỏe. Đi học mà, dạ. Đi học về mai mốt mà có gì gia đình mình về quê luôn. Dạ. Bé Hương nuôi gia đình luôn, nguyên gia đình luôn. Tại buồn vậy. Rước mấy cô về dưới. Chứ nó đi học cũng mừng lắm, tại buồn. Dạ. Thôi dạ. Con đi tới dưới bé Hương điện về cho. Dạ dạ. Chúc chú đi đường thuận lộ bình an nha. Dạ. Tới nơi về tới chú điện an chú.